Đây nè cô chú ơi, thì bây giờ Chay hôm nay là bơi một mình nè cô chú. Khi mà vô mà không có mẹ vô, thật sự là Chay cũng không có khóc, mà xong ấy Chay vẫn bình thường luôn. Thì cái bơi một mình này là hôm nay cái lớp này có ba người đó, ba bé, nhưng mà hai bé này hình như là lớn hơn Chay nhiều, cũng lớn Chay 2 tuổi luôn á. Còn nó ngồi, con ngồi đưa lưng nè, đưa cái tấm lưng nè, ngồi im không nói không năng gì hết, chứ không phải lúc như giống như đi bơi với mẹ của chúng ta khác không. Ngồi im ngoan lành đàng hoàng, cô dặn làm sao làm y chang vậy. Rồi giờ tới Chay nè, bởi vì hôm nay mẹ Chay mới có cơ hội để quay hái Chay đi. Rồi ta nói nè, jump. Rồi nhảy xuống. She's so tiny, how old is she? She is 27 months. It's the same age as Jackson. Oh really? Mm-hmm. Hai cái bà nội của bé kia mới nói là Chay bằng tuổi với lại cái thằng bé trai. Trời đất ơi, mà nhìn con người ta gấp đôi nó. Tôi tưởng con lớn hơn con người ta 2 tuổi. Người ta lớn hơn nó 2 tuổi. À, monkey walk đó. Rồi lên nó ngồi im ru. Đó, giờ ngồi không à. Giờ trò chơi này nè. Giờ chơi. Đám ba đứa nó ngồi miết đó đó. Thằng nhỏ dễ thương nghe không? Hi. Trời ơi, không biết gì ngồi nấu miết luôn, không thấy bơi bốn gì. Ở chứ chết rồi, Chay không có kiến bơi hết ta. Nhưng mà mai đem kiến bơi cho Chay. Chay nè, coi chừng té nè Chay nha. Ngồi kiếm chuyện để chơi đó, nó trời ơi ngồi chán quá. Chay không có, Chay cũng yên cha ngập vậy đâu, không có cái kiên nhẫn để ngồi chờ đợi. Làm gì làm xong luôn cho rồi. Tự nhiên bắt nhỏ đi học bơi, bắt nhỏ ngồi ngồi im nữa đó. Rồi tới Chay đó. Trời ơi giỏi chưa. Đưa tay là nhào luôn. Dữ dà. Bơi xong giật lại con kia quân ta nào. Cái anh này nãy giờ ngồi cứ chọt chọt Chay hoài, cô chú nó cười lắm, nãy giờ không quay được cái khúc đó. Trời ơi biết rồi ha, tới cô đưa là cái dục cái con đó lên bờ liền ha. Dữ chưa, wow. Chọt anh nó cứ chọt em hoài, anh nó ngộ dữ sao. Chọc anh nó cứ chọc em hoài, anh nó ngộ dữ sao. Hả? Ăn bánh hả? Bây giờ mẹ nấu con nghe nè. Bây giờ con xuống dưới con bơi đi, rồi chút nữa mẹ cho bố con bánh nha. Hả? Đây nè, con coi anh này mà. Con coi anh này nhìn con kìa. Đó, anh đó nhìn con đó. Thấy giờ đi xuống bơi. Đó, coi cái chị đó chị bơi giỏi chưa? Wow. Thì mày xuống mày bơi với Chay nha. Mày xuống mày hả? Ừ, mày xuống mày bơi với Chay nha. Rồi đi để mày vô, mày xuống bơi với Chay. À, con coi anh bơi trước đi rồi đi nè. Để mày xuống mày bơi với Chay nha. Chi đâu ngồi khóc trời. Còn có 10 phút nữa là xong rồi. Còn có 10 phút nữa là xong rồi. Thấy chưa? Lẹ. Còn có 10 phút nữa là xong. Đi mày xuống bơi với Chay nè, đi. Đúng rồi, giỏi quá. Đó. Wow.
good job, JD. Rồi lẹ mẹ mua bánh đi chay ăn nha. Nha, mẹ đi. JD, mommy gonna go buy you some candy, okay? Go buy Jay some candy. Chay, con nói con cảm ơn cô coi. Đây, 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 đây mày sơn cho chay nha. Mày sơn cho chay nha. Màu này màu gì á? Đó, màu đẹp quá. Đưa nữa, nữa. Đưa đây. À, con muốn để vậy hả? Để gì sao mẹ sơn trời? Để như vậy. Làm cái đường nào mình cũng có lợi có hại chứ mình nói làm cái đường nào mình cũng có lợi chứ đâu có hại đâu.
vô tiệm nail, ai ai sơn nail cho con? Hả? Hồi nãy ai sơn nail cho chay á? Con nói cô Annie. Lớn lên cô Annie. Cô Annie sơn nail cho chay. Đẹp không? Màu gì á? Sao tự nhiên hồi nãy con chọn cái màu đó vậy? Hồi nãy trong đầu con có suy nghĩ gì mà con chọn màu tím mà không phải là màu vàng, không phải là màu đỏ, mà không phải là màu xanh? Tại sao con lại chọn màu tím? Tại vì hôm nay con mặc màu áo tím nên con chọn màu tím hả? Phải không? Con ngủ mẹ. Hả? Ngủ. Con bây giờ con muốn ngủ hả? Con xin ngủ. Con xin đi về mẹ. Hả? Con xin đi về. Ừ, đi về nè, mày đang chở chứ đi về nè. Chị có muốn đi qua em bé Mia chơi không? Nhà con của cô Nhi á, muốn qua bên chơi chơi không? Rồi đi đâu nữa? Đi ba mi. Đi đâu? Đi mi na mi. Đi đâu? Đi na mi. Mẹ không hiểu con nói đi đâu hết trời. Đi na mi. Đi na mi là gì? Đi mi. Đi na mi. À đi mi nhà hả? Nhà. Đi mi nhà. Đi. Trời ơi con tên gì vậy trời? Trời ơi con tên gì? Con mấy tuổi? 5 tuổi. Cái gì 5 tuổi dữ tại? Lấy bàn tay ra đếm cho mẹ coi. 1, 2, 3. Chay 3 tuổi. Con nói đi, chay 3 tuổi. Con nói chay 3 tuổi. Hả? Chả năm mi. Ừ, con nói đi, chay mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Ơi có 3 tuổi à. Ba tuổi mẹ. Đúng rồi. Có 3 tuổi mẹ. Đúng rồi, chay 3 tuổi. Con đọc tên con coi. Jade Sky Hoyer. Cái họ của chay họ gì ta? Chay họ gì? Đấm chú. Đấy, đấm chú. Mày chay mấy tuổi? 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Ủa, chay 10 tuổi luôn hả? 10 tuổi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Đó, chay về chay chơi với em bé Mia. Trời ơi, Mia lật hay ta. Trời ơi, Mia thấy chị chay tới, Mia lật luôn. Quay đây con. Đó. Quay qua, đúng rồi. Hái Mia. Con chó đó, đúng rồi, hái Pablo. Chó này là chó Pablo nè, chứ con mặt con Pablo. Ăn rồi, ăn rồi càng ngày càng bự. Bự cho bánh lửa vậy đó. Ôm chó đi chay, ôm chó chụp tấm hình coi. Thôi cái đó là cái con lớn là con không có chơi được cái đó đâu. Con đừng có lại con. Này để cho em bé đứng lên á, con muốn vô không? Muốn vô không? Muốn vô mà bồng vô. Đó. Nhây coi đó đi nhây. À, vô đây. Chấm.
Trâm, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi, đó. Trời ơi, con già không? Già, ba, cố tôi luôn. Ôi, ơi. Trời ơi, nhảy coi, coi chân gãy của Mia nha. Nè, chơi, chơi. Chú, hả? Cô chú coi em bé chi chay nè. Em bé mẹ. Em bé chi chay trở lại tuổi thơ. Tội nghiệp, tuổi thơ bất hạnh, nên giờ chơi bù. Ê, nhìn đàng hoàng, nhìn đàng hoàng. Trời ơi, cột em lên rồi, nó nghe nè, cột em lên rồi xích beo cho em nữa nha. Rồi hát ru em ngủ. Ngủ rồi, cô ru em ngủ đi. Chị ru em bé ngủ đó. Chị chăm em được rồi. Cái gì? Rồi cái em hả, sợ chó, sợ chó đụng em đó. Trời ơi, cột em lên rồi này kia nằm rồi. Chị giỏi quá. Coi chừng rớt em hay không? Mày mốt chị giữ em nha. Mốt mốt mày để em cho chay giữ nha chay. Chay mốt lần một người chị rất là tốt luôn á. Tự lập nữa chứ. Coi chừng em té nha. Em bé ngủ hả con? Are you okay? Chị có sao không? She sat huh? in the men's room and she went phew, right back. Oh, she's super fast. Trời ơi, cháy cũng đụng chó rồi cháy.